đúng bao nhiêu câu và có thể comment xuống đây được không, hay là những ai chưa làm thì giơ tay, còn những ai làm rồi thì comment đáp án mình đã làm đúng nhá, xem mình đúng được bao nhiêu câu ở trên đấy nhá. Đấy, trên Facebook khó rồi đấy. Trên Facebook được chưa? Rồi. Facebook được rồi. Hay. Facebook được rồi gì? Facebook hơi chéo một tí không ra. Sao hơi chéo? Nhưng mà anh lên Facebook rồi gì? Ừ. Rồi. Những bạn nào mà sau này mà xem lại clip này, các bạn thể tua ở trên YouTube, thể tua qua 10 phút đầu đi, bọn mình sẽ chém gió lung tung. Còn bây giờ trên Facebook mới được rồi đúng không? Facebook được chưa? Rồi. Xin chào các bạn trên Facebook và các bạn trên YouTube. Yeah. Hay, vừa nãy mới có chút thôi mà thấy các bạn nhắn tin về quá trời, bảo hôm nay cô không chữ đề à, đúng không? Mọi người, hôm nay bọn mình xin phép đến muộn 10 phút một chút bởi vì là có rất là nhiều những công việc xảy ra. Thầy Dũng vừa nãy đi về nói hoa cả mắt, chóng cả mặt. Hay. Sao trên YouTube, à trên Facebook chéo thế? Chéo bởi vì nó chéo. Ừ. Dạ. Chạy. Em cứ để đấy. Ngồi đấy. Em bảo. Cứ ngồi đấy. Anh chỉnh dịch cao lên cho nó đỡ bị ấy cho cái màn hình này. Cao nữa. Bảo chuẩn bị từ nãy thì không chuẩn bị, không bây giờ lại cứ thay cái kiện kia. Ai vợ chồng vừa cãi nhau. Ghét thầy Dũng vì cái tội làm rất là lâu ấy. Làm cái gì lâu xong bây giờ tự nhiên bật lên luôn để mình ngồi nói một mình này. Đấy. Rồi, cao lên rồi, cao lên. Thực ra đang rất là tức, rất là bực, chỉ muốn chửi nhau một tí thôi. Nhưng mà thôi, mình sẽ nhịn. Chào hai xin dê. Nóng thế. Chào chị Hoa nhá. Ừ. Chào mọi người. Chắc là mọi người chưa nhìn thấy mình và thấy Dũng cãi nhau bao giờ đúng không? Vừa nãy em cũng định cãi nhau nhưng mà thôi, đang livestream lỡ mất rồi thì không cãi nhau nữa. Hay. Rồi vừa nãy mình đang hỏi đúng không? Đang hỏi đó là hôm qua bọn mình có up trên Facebook với cả trên YouTube cái link để làm trước bài tập của ngày hôm nay, không biết là mọi người đã vào làm chưa, và những bạn nào mà chưa vào làm thì giơ tay, và bạn nào vào làm rồi mà đúng được bao nhiêu câu thì thử ghi đáp án lên trên này nhé. Áo trắng nhìn đẹp không? Anh bút vừa cầm lên mà. Hình như là đây. Anh có dạy không? Có, đang chuẩn bị dạy em gì nữa. Em đừng nói cáo như thế mọi người này. Anh bảo em có tính đấy. Không nói nữa. Lấy cái nút nó đứng sau cái ghế này này. Đâu? Của em đây này. Ý tại anh, ai bảo anh không chuẩn bị đâu, ra thứ còn gì nữa. Nhìn nhả xấu chứ. Không nói chuyện nữa. Thôi anh vào đi nhanh lên. Đấy là xong rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Thì đi vào dạy đi, bây giờ bao nhiêu người đang xem rồi? Đâu, bao nhiêu? Em đếm xem nào. Em không biết, không nói chuyện với anh nữa. Thôi anh đi mà dạy. Thôi tính nè, tụi em cái gì đấy. Chờ được, thấy chưa? Mọi người chờ được đúng không nào? Sao? Ok. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ hai của ngữ pháp, đúng không nào? Thôi rồi, sẽ vào học nhá. À, bắt đầu nhá, bắt đầu luôn nhá. Để còn đi ăn cơm đúng không nào? Ê, xem tôi cố thành bực mình càng xinh kìa. Đấy. Thôi anh không phải trêu em. Ơ, thế họ comment thế thì anh đọc mà mình nữa. Kệ ông Dũng đi kìa. Đấy. Tự nhiên trên Facebook đang mờ thế. Thôi rồi anh dạy đi. Đấy, chúng ta bắt đầu nhá. Chúng ta bắt đầu. Trên bản đây, đây là con số 16 rồi. Ok. Con đồ nô liều con nô hì hoa hà lê rư nani nani. 1 bản, đà rô ca. 2 bản, đô y na. 3 bản, nô ca na. 4 bản, cà mô sê nài. Sao tự nhiên trên Facebook mở nhỉ? Lúc nào máy của ai đây? Máy của em. Máy của em ấy.
Anh chọn mạng chưa? Em chọn rồi. Không sao đâu. Mở xin dê đi. Mở nhỉ? Ừ. Đúng, cũng đi 2B chứ? Đúng. Ừ. Thì tôi được đặt tí cho họ. Này, hết rồi rồi. Hết rồi đấy, ok. Nào các bạn cho đáp án đi nào. Đáp án. Xem nào. Ok, được rồi kìa. Bị mở xin dê rồi. Được rồi, xin dê ạ. 421122 2222 nhiều quá. Chắc là nhiều bạn đã làm bài trên website zoomoodi.com rồi đúng không? Hôm qua thì mình cũng có đăng link rồi đúng không nào? Chắc là nhiều bạn đã làm trên website zoomoodi.com rồi phải không nào? Dê. Nào, nghiêm túc một tí đi đúng không? Kondo no ryoko no hi wa hareru daro ka to ii na no kana kamoshirenai. Thực ra bốn câu này đều có thể cho ở đây được. Đúng không? Mình đã hỏi người Nhật này, cho đáp án nào rồi. Cho cả bốn vào đều được hết. Được chưa nào? Tuy nhiên người ta cho người ta cái câu này á, người ta có một hàm ý một chút. Đó là chúng ta sẽ phải chọn cái gì đây? Đáp án số 2. À, số 2 nếu mà cho vào thì em sẽ dịch như thế nào đấy? Tối gì na? À, cái hôm mà đi du lịch lần tới này mà nắng thì tốt biết mấy. Đúng nhỉ? Tốt biết cao đúng không? Đấy là ám chỉ sự mong muốn của mình. Đúng rồi, mong muốn đúng không? Mong muốn của mình. Thì hay còn, biết mấy. Còn ba cái còn lại nào đó là phỏng đoán, nghi vấn. Đấy là phỏng đoán. Daro ka kana, kamoshirena, phỏng đoán, phỏng đoán. Nó hơi giống nhau, được như nào? Và còn một cái đáp án số 2 này này là khác đi, khác hoàn toàn đến ba đáp án còn lại. Được chưa? Đúng rồi. Mẫu pháp này như thế nào? V từ tối in na. Được chưa nhỉ? Anh ghi ra cho mọi người. Đây một ngữ pháp rất là hay mà các bạn có thể sẽ nghe nhiều trong giao tiếp hàng ngày nhá. Đúng rồi. Ana này. I này. Ana ai này. Được chưa nào? Ana ai. Ví dụ hôm nay mình sẽ đi đến một quán hàng nào đó. Mình bắt đầu vào mình mong sao để những món ăn trong đấy nó ngon đúng không? Ano miso no ryōri wa oishii to ii na. Oishii to ii na. Các bạn nghe nhá, oishii to ii na. Hay là ví dụ như là bây giờ mình đang có em bé đúng không? Nhưng mà ví dụ có thể mình siêu mình chưa biết là con trai con gái nhưng mà thầy Dũng lại muốn là con gái đúng không nhỉ? Ôi giời ơi, đứa trẻ con đẻ ra mà nó là con gái thì tốt biết mấy, đúng không nào? Nếu mà là danh từ thì là gì nhỉ? Tự em phải nói hết câu ý chứ. Nói đi. Là gì nhỉ? Cái gì? Em vừa nói cái gì? Em nói là nếu mà là con gái thì tốt biết mấy. Rồi, không tập trung gì cả. Rồi, onna no desu ne. Onna no hito da to haya onna no ko da to ii na. Da to ii na desu ne. Umarete kuru hito wa haya umarete kuru kodomo wa. Cộng với lại là da tốt. Được chưa? Musume da to ii na. Em chưa nói xong mày. Em vừa nói còn trong ví dụ rồi. Em xong rồi. Musume da to ii na. Ok. Thôi rồi, hôm nay không nói cho thầy Dũng dạy nhé. Onna no ko da to ii na. Được chưa nào? Rồi. Thế là xong câu 1, chúng ta chuyển sang câu 2 nhá. Ok. Câu số 2. Hay. Câu số 2. Anh phải hỏi mọi người xem là mọi người hiểu bài chưa chứ. Mọi người hiểu bài chưa? Có thì em hỏi đi, em thay anh em hỏi đi. Tại anh sang luôn câu sau rồi. Thôi được, chuyển sang câu số 2 nhá. Ok, chúng ta sang câu số 2, bây giờ sẽ tập trung nhá. Ừ, tập trung vào. Hôm nay đầu mình nó hơi bị... Ito-san. Ito-san wa ballet, ballet là múa ballet nhá. Ballet wo 10 nen wo naratte ita. Đúng không? Ammari dance ga jōzu zanakatta. Jōzu zanakatta. 1 ban to suru to 2 ban to iu to 3 ban ni shite wa 4 ban ni shite mo. じゃあ、はい。じゃあな、サプライズ色の番。おう、17、ダマンマン、17、バー、バー、アッケー。ニステは、バー、ボン、ドン、トン、エカレンギャ。バー。Hôm qua những ai làm rồi sẽ biết đáp án đúng không? Trên YouTube thì 4, 2, 3, 4 thế này. Sao trên YouTube học dốt thế?
chết rồi, không được nói học sinh học tốt. Sao trên YouTube các bạn học chưa giỏi thế? Trên Facebook toàn là 3 hết này. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án số 3. Đúng rồi, đáp án số 3 nhá. Ai xem phương pháp này chưa? Phương pháp này rất là dễ. Đúng không? Ni stewa. Có nghĩa là gì? Bây giờ mình sẽ đưa ra một ví dụ. Ví dụ là gì? Mình gặp một thằng Tây, đúng không? Nó nói tiếng Việt giỏi quá. Bình thường mình nghĩ là Tây thì nó không giỏi. Đúng nào? Nó chỉ nói bình thường, nhưng mà nói những người Việt Nam á thì mình nói là Tây xong là tiếng Việt giỏi thế, đúng không? Tây thế mà giỏi thế, đúng không? Tức là gì nhỉ? Nó khác với tưởng tượng của mình. Đúng không? Khác với tưởng tượng của mình. Được chưa nào? Hay là khác với hình dung thông thường á. Được chưa nào? Nó khác hình dung thông thường. Thế là list theo ạ. Tương tự trong trường này như vậy, đúng không? Anh đã đặt câu đâu? Hả? Anh nói tiếng Việt xong anh phải nói tiếng Nhật xong anh mới sang câu. Ok, rồi. Vậy thì nói tiếng Việt. Gai cốc gì ni ste wa betonam go ga umai desu ne. Đấy, đúng không? Mọi người nghe được không? Gai cốc gì ni ste wa betonam go ga umai desu ne. Đấy. Tương tự câu này. Ito-san wa ballet o 10 nen mo naratte ita ni ste wa amari dansu ga jōzu ga nakatta. Anh Ito này, đi nhỉ? Anh ấy học cô à? Cô anh được không nào cả? Anh ấy đã học gì nhỉ? Học một ba lê 10 năm rồi. Thế mà thì cô đi xem anh tương đương với thế mà. Đấy chứ nhỉ? Thế mà nhảy không giỏi lắm. Được chưa? Thế mà múa ba lê. Đang sự này múa được. Okay. Múa nhảy đúng không? Múa ba lê hay nhảy ba lê không giỏi lắm. Ok, được chưa nào? Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ xử lý Đố sử tổ có hai nghĩa. Giả sử, nghĩa thứ nhất là giả sử. Được chưa nào? Ví dụ là giả sử mua mỗi cái 50 yên, à mỗi cái 500 yên. Giả sử mua 3 cái thì là 1.500 yên. Được chưa nào? Được chưa nhỉ? Mỗi cái 500 yên đúng không? Sore zore 1 go 500 yên ni suru node. Được chưa? Bởi vì mua mỗi cái 500 yên này. Giả sử mua 3 cái là gì? Sang cổ cao to. Được chưa? Sang cổ cao to 1500 yên desu ne. Được chưa nào? Được chưa? Hay nghĩa thứ hai của nó là gì? Sang cổ cao to suru to. Sang cổ cao to suru to. Được chưa? Đấy là giả sử nhá. Nghĩa thứ hai của nó là khi mà đích làm gì đó. Được chưa? Định làm gì đó thì sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Thường thì đứng trước nó sẽ là dạng ý chí yo tố sự tố, các bạn nhớ nhé. Yo tố sự tố. Ví dụ mình đau mồm chẳng hạn, đang định ăn cái gì đó nhưng mà đang định há mồm ra ăn cái gì đó thì lại đau quá, đúng không? Thì nhỉ? Tabe mono wo tabe yo tố sự tố itai desu, itasugiru. Đấy chứ nào? Như kiểu định mở mồm đúng không? Kuchi wo ake yo tố sự tố. Kuchi mà mồm đấy nói chẳng hạn, đúng không? Cái chiều là kêu yo to suru to hay là yo yo to suru to đấy nhé, định nói nhưng mà lại đau quá. Được chưa nào? Hay tối ưu tố này, tối ưu ba đó là có thì là gì? Nhắc đến nói đến cái gì đó, phải không? Ok. Còn cái ni ste mo này, ni ste mo này là nó có nghĩa là gì nhỉ? Ngay cả hay là cho dù. Ngay cả cho dù. Ví dụ danh từ này, danh từ này, anh từ istemo này, ngay cả người Nhật chẳng hạn, được chưa? Nihonjin istemo kono kanji ga yomenai, ngay cả người Nhật cũng không đọc được chữ kanji này. Được chưa nào? Được chưa nhỉ? Mọi người nghe giảng được chưa? Hôm nay đầu em cứ bị lưng lưng như nào? Chắc đang mệt. Tiếp là câu tiếp theo. Được chưa? Ok chưa nào? Hãy chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Đây rồi. Chữ Hán mình sẽ đọc cho các bạn. Được chưa? Hai. Sono haiyu, haiyu wa eiga, chữ này là kantoku. Kantoku. Tự nhiên lại mở. Eiga kantoku. Nani nani? Yumei da. Haiyu là diễn viên đúng không nào? Haiyu desu ne. Sono haiyu wa. Nani nani? Hai. Bạn nào thấy mà thì đợi một chút hoặc là lên YouTube đó. YouTube là rõ nét đấy. Nét đấy, được không? Trên YouTube nét này mà, đúng không? Một.
1111. Đó, chúng ta có đáp án là 1. Sao cái mạng phòng này nó cứ bị mờ, lúc tỏ lúc mờ nhỉ? Hôm mấy hôm quay bên kia chả vấn đề gì á. Thôi em để cái nhờ lại để cho bài học. Nhưng mà em cứ cáu cáu á. Mà thôi em không nói chuyện nữa, anh em dậy đi. Ok, được chưa nào? Chúng ta có đáp án chưa nhỉ? 111 có bạn chọn 2 này, 18 chọn 2 này. Thế là 18 đúng không? Nistemo, chúng ta vừa học xong. Nó nghĩa là gì? Ngay cả người diễn viên đó, ngay cả Ega Kantoku là đạo diễn phim ấy, đúng không? Ngay cả đạo diễn phim cũng nổi tiếng à. Nghe tiếng Việt nó của chú ấy rồi đúng không? Làm bàn 2 thì bạn Chigaimasu. Thế nào? Hay đáp án chúng ta đang số mấy đây? 111 Phạm Hoài Nguyễn 1. Đã đó. Đấy. Nhất chúng ta sẽ đi từng câu một ví dụ. Đáp án chúng ta đang số 1 luôn. Câu 1 đây. Toaster 1. Toaster thì nó có hai nghĩa. Một có nghĩa là gì nhỉ? Với tư cách làm cái gì đó. Đúng không nào? Với tư cách. Cái câu mà các bạn quen thuộc nhất đó là với tôi sang Nhật với tư cách là một du học sinh chẳng hạn. Đúng không? Còn ta sẽ là 留学生 として日本に行きました. Đúng không? Ừ. Trong trường hợp này sẽ là chúng ta sẽ chọn toaster bố bởi vì nó nghĩa là gì? Là một cái gì đó. Người diễn viên đó nổi tiếng ngay cả với tư cách là một người đạo diễn phim trong một vai trò là đạo diễn phim thì anh ấy cũng nổi tiếng. Ừ. Tức là vừa là diễn viên vừa là đạo diễn phim, được chưa nào? Còn tối tê mố này, nói là cái gì đó, chẳng hạn như là trong tiếng Việt mình hay nói đùa, kiểu như thế này, nói là đi Mỹ nhưng mà chỉ là đi Mỹ đình thôi, đúng không? America ni itta tối tê mố, Mỹ đình ni itta dake desu, đúng không? Ừ. Hay là nói đi Tây chỉ là đi Tây Ninh thôi chẳng hạn, kiểu dạng như thế, để cho nào? Tôi tìm mộ. Tiếp theo, nioi tê mộ này. Bình thường chúng ta có một mẫu đó là nioi tê nhé. Nioi tê có nghĩa là bằng, có hai nghĩa, một đến bằng với đế này, tức là ở đâu đó. Ví dụ như là lễ tốt nghiệp được tổ chức ở trong căn phòng này chẳng hạn. Kono sotsugyo suki wa kono hea nioi tê kono hea de okonaimasu. Thế nên là okonaware teimasu. Được chưa? Nioi tê ですね. Nghĩa thứ hai là nó có nghĩa là trong một lĩnh vực nào đó. Đúng nào? Trên một lĩnh vực nào đó. Ví dụ trên lĩnh vực kinh tế chẳng hạn. Thì trong trường này trên lĩnh vực thì không được. Được chưa nhỉ? Em phải đỡ cho anh một tí đi. Chết chưa? Ai bảo hôm nay không ngủ chưa? Người diễn viên đó nổi tiếng. Thấy chưa? Bọn nó hỏi chung có buồn quá cái kia. Anh... em bảo này. Tắt điều hòa. Nghe được chưa? Mọi người nghe được chưa? Đấy. Cố Thành chán đời thế. Đang tập trung nghe giảng mà không nghe giảng à? Nghe giảng thì phải tập trung, nhưng nghe giảng bắt người ta cười à? Đấy, điều ơi tề mố. Để chứ nhỉ? Ừ. Đáp án chúng ta đang số 1, được chưa nào? Xin chào. Khó không mọi người? Nào rồi, sang câu tiếp theo mình sẽ giảng nhé. Ok. Câu này mọi người hiểu rồi đúng không? Rồi, hôm nay chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Hai, その Yamakaji đúng nào? Yamakaji là việc cháy rừng đúng không? Cháy rừng đấy. Đúng không? Yamakaji ni chomchom mori ni sumu hiton a mori ni sumu oku no doubutsu ga shinde shimatta mot la se de hai la tame ni bara natte và cuối cùng là yotte. Câu này các bạn chọn đáp án mấy nhỉ? Hôm qua trên lúc mà mình thấy các bạn chọn đáp án, mình thấy có bạn bảo là gì đấy, bảo là tại sao không phải là 1 đúng không? Hình như đáp án là số mấy, không phải số 1 đúng không nào? Cái gì đó này, cái trận hòa cháy rừng này thì
rất là nhiều những con động vật mà sống ở trong rừng đúng không nhỉ? Trong rừng thì đã chết mất rồi. Shinjashimata, chữ mori, nihongo no mori đúng không nào? Đáp án số mấy nhỉ? Ôi giời ơi, đáp án toàn số 1, 3, 4 thế này này. Câu này dễ thế này. Câu này dễ này mà sai à? Thứ nhất, câu 1, câu 2 không phải. Bởi vì đây là một danh từ nên là nó phải no se de hoặc là no tame ni. Được chưa? In is not, bởi vì ấy. Cho các bạn chọn nào. Các bạn nhìn thấy có một cái chữ ni ở đằng sau, chữ ni, trợ từ ni ở đằng sau từ yamakaji đúng không nào? Rồi. Ví dụ chúng ta có yamakaji no se de. Tại, bởi vì đúng không? Se de là tại rồi đúng không? Nên là không có no nên là sai rồi. Tame ni cũng tự như thế, nó là một danh từ. Được chưa? No tame ni. Được chưa? Ninate nó là từ na nữ, tức là trở lên, trở thành rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có một mẫu câu Niyote, đáp án chúng ta đang số 4 luôn. Được chưa? Có câu Niyote. Có câu Niyote nó có nhiều nghĩa. Và một trong nghĩa này nó phù hợp với câu này, nó có nghĩa là gì nhỉ? Bởi vì, được chưa? Do, được chưa? Do đúng không? Do nguyên nhân. Còn còn nếu như câu số 1 ấy mà nó không có trợ từ nhị mà nó thay bằng trợ từ no, chúng ta sẽ chọn đáp án số 1 đấy nhỉ? Chỉ tại cháy rừng mà thế này thế kia nhỉ? Chỉ tại cô giáo mà em đỗ đại học đó. Được chưa? Okay. Rồi C đấy là chỉ tại, tham này nghĩ là nhờ bởi vì hoặc là vì một mục đích nào đó đúng không nhỉ? Còn natte là trở nên thế nào đó, và cuối cùng chúng ta có một mẫu của N3 đó là niyote là nhờ do một nguyên nhân nào đó mà thế này này. Như câu này đúng không nào? Nó có bốn nghĩa cơ, nên là các bạn xem lại cái clip niyote của mình nhé nhá. Ok, niyote trong dụng mori trên YouTube đó, còn niyote để một là có nghĩa là bởi vì như thế này, nghĩa thứ hai là bởi một ai đó trong N4 chúng ta học rồi đấy nhỉ. Ví dụ hay là điện thoại thì được do ông Bell, ông ấy được phát minh bởi ông Bell đúng không? Bên niyote hatsumesareta. Được chưa nào? Hay. Và nó có nghĩa là gì nữa nhỉ? Bằng phương pháp nào đó nữa cơ. Và có nghĩa là trích dẫn một nguồn thông tin nữa. Tùy vào cái gì đó. Ví dụ tùy vào từng người mà cách suy nghĩ khác nhau. Câu này học trong là bài có rồi đúng không? Hito niyotte kangae ga chigaimasu. Đấy. Được chưa nào? Rồi. Ok chưa? Tóm lại mẫu niyotte là một mẫu có rất là nhiều nghĩa. Các bạn sẽ xem lại hệ thống từ N4 của mình nhá. Thì các bạn sẽ thấy là nó có nhiều nghĩa, và nghĩa hôm nay chúng ta dùng nhớ thành nghĩa đó là do, bởi vì. Được chưa nhỉ? Được chưa nào? Câu số 20, bước sang câu số 20 nào. Số 20, đã. Hãy, số 20 đây. 1番 この本は漢字が多い。でね、字が小さくて読みにくい。じゃ、1番以上。2番上に、3番ために、4番ように、ようにでこうやってるわ。今日は4番ように。はい、この問題は何でしょうか？各番組は、以上、上に、ために、ば、ように、の意味は何でしょう？この本は漢字が多い、ちょんちょんない、字が小さくて読みにくい。Cái quyển sách này thì chữ Hán nhiều rồi gì nhỉ? Chữ bé nên là khó đọc. Thế thì chữ Hán nhiều và chữ bé là hai cái tính chất của quyển sách đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy nhỉ mọi người? Đáp án nào? Izo, có bạn này. Izo, ok. Câu này dễ mà, chắc là 2. Đã dễ thì phải chắc chắn luôn chứ không phải chắc là được đúng không nào? Đáp án mấy mọi người? Đã nhiều lại còn bé, Huy Viên. Ok. Hãy, thầy dấu cho đáp án nào. Hãy, tao chúng ta đang số 2. Đã mà lại. Chính xác rồi đấy, bạn này vừa dịch rất là chuẩn rồi đấy. Đã mà lại. Đúng không? Cuốn sách này đã nhiều chữ kanji mà chữ lại nhỏ khó đọc. Được chưa nhỉ? Đã nhiều chữ Hán rồi mà chữ lại còn nhỏ đúng không? Tăng cấp cái tính chất của nó lên đúng không nhỉ? Đã thế này mà lại thế kia, các bạn nhớ nhá. Ueni, đã thế này mà lại thế kia. Được chưa nhỉ? Ok. Thế câu này ok dịch được rồi đúng không? Thế còn những cái khác thì có nghĩa như nào thầy? Izo. Izo nghĩa bình thường, còn nó có nghĩa là trên. Đấy chứ nhỉ? Trên cái gì đó. Trở lên đúng không? Trở lên, đấy chứ nhỉ? Hay là chúng ta hay có một câu kore izo chẳng hạn. Không làm cái gì rồi gì đó nữa.
これ以上やらない tức là không làm nữa, không làm nữa. Được không? Không làm hơn thế này nữa. Nhưng mà mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghĩa thứ hai của nó có một mẫu câu nó là vê tạ. Vê lự cũng được. Vê lự hay vê tạ. Vê lự cũng được, đúng không? Vê lự, vê tạ. Nó có nghĩa là một khi đã làm cái gì đó. Anh viết kiểu linh tay linh tinh á. Viết cho nó đẹp đẹp mọi người nhìn nó mới rõ nhỉ. Bạn lên gì nào? Để xin nhập. Em hay. Được chưa? Viết cẩn thận nhé. Thì chỗ này là một khi mà đã đúng không? Chúng ta có thể ví dụ như này nhá. Minna no mae de ne. Minna no mae de zettai dekiru to itte shimatta ijou. Zettai dekiru to itte shimatta ijou, saigo made ganbaranai to ikenai. Câu này mọi người nghe được không? Minna no mae de ne. Minna no mae de zettai dekiru to itte shimatta ijou, saigo made ganbaranai to ikenai. Nghĩa là gì đấy? Một khi mà đã nói trước mặt mọi người là tôi nhất định sẽ làm được hay là sẽ có thể làm được, đúng không nhỉ? Thì phải cố đến cuối cùng. Đấy là ý nghĩa của từ ijo này nhá. Các bạn nhớ cách dùng của nó là thể thường, vê lự hoặc là vê tạ cộng với ijo, được chưa? Chắc là nghe cái câu này chắc là các bạn nghe quen quen, nó có mẫu khác là gì nhỉ? Karaniwa đấy, đấy nhỉ? Nó giống kiểu tương đương mẫu câu karaniwa. Thế nào? Rồi. Thì cái này là mẫu của đời 2 nhá. Tame miyo ni là mẫu đời 3 rồi đúng không nào? Tame ni thì vừa nãy nói rồi đúng không nào? Là vì một nguyên nhân nào đó hay là gì nhỉ? Nhằm hướng tới một mục tiêu nào đó, đấy nhỉ? Nihon ni iku tame ni, ima nihon go benkyou shite imasu, né? Được chưa? Còn yo ni thì vừa yo ni nói chưa nhỉ? Yo ni. Để làm cái gì đó. Yo ni. Làm cái gì đó. Yo ni trong đời 4 thì là gì nhỉ? Để có thể thế nào đó đúng không? Để có thể nói được tiếng Nhật thì tôi cũng đang cố gắng này. Hay là lên trên N3 sẽ có rất là nhiều nghĩa. Yoni trích dẫn một cái câu nói của người khác này. Hay là Yoni thì gì nhỉ? Dường như là này. Đấy, có rất là nhiều nghĩa thì các bạn phải hệ thống theo cái kiểu đó. Nhưng mà trước tiên cho câu này các bạn nhớ cho mình từ Ueni nhá. Ueni. Được chưa nào? Đã rồi cái gì đó mà lại đúng không? Ừ. Hai. Câu số 21. 1年 かかって yatto robun o kaki. Rồi, câu này. Động từ dặn masu cộng cái gì đó. Masu bỏ masu đi. Người ta gọi là gì nhỉ? Mấy cái động từ này. Động từ phức đúng không nhỉ? Hay là động từ ghép với nhau á. Đó. Thì khi mà học chương trình N3 ta sẽ cộng với lại ageru thành kakeru dasu tsuzukeru. Rồi, câu này đáp án số mấy nhỉ? Câu này 1年 kakatte yatto cuối cùng thì thế nào đó đã mất một năm đúng nhỉ? Mất một năm thì cuối cùng đã thế nào đó, đã viết xong. Đã viết xong. Đúng rồi, đã viết xong luận văn. Thế thì đáp án phải là mấy nhỉ? Đấy, bạn viết xong. Viết tiếp tục. Nghe cũng này Suzuki tại cũng là tiếp tục là thấy nó sai sai mình đoán đúng không? Về mas bỏ mas cùng với Suzuki được là gì nhỉ? Tiếp tục duy trì làm việc gì đó. Yari Suzuki mas. Nghe thử câu này này, mất một năm cuối cùng đã tiếp tục viết luận văn. Cái từ yato đa sự. Về mas bỏ mas cùng với đa sự có hai nghĩa, một là gì nhỉ? Bất ngờ làm một việc gì đó, hai là bắt đầu làm một việc gì đó. Mưa bắt đầu rơi này, hay là chó bất ngờ lao ra này, được chưa nhỉ? Dashi. Dashi mas nè. Từ về mas kake mas nè. Vemas cộng với kakemas, nếu bạn nào theo dõi từ buổi hôm trước thì các bạn thấy có nghĩa là gì nhỉ? Yomi kakemas hay là gì nhỉ? Ami kakemas là đang dở đọc hay đang dở đan lát này. Sui kakemas đúng không? Thu dở đúng không? Đúng rồi. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án số 1. Ok. Tức là kaki ageta, tức là viết xong. Đúng rồi, làm xong, hoàn thành một việc gì đó đúng không? Có một từ vựng này để ki agaru. Tức là xong gì đó. Dekiagatta. Đúng rồi. Được chưa nhỉ? Hay. Tôi đã hoàn thành xong, tôi đã làm xong. Ok chưa? Chuyển sang câu tiếp theo nhá. Hay. Đây rồi. Chúng ta bước sang câu số 22. Ikura oka ohara ga onaka ga suite ita. Cái gì đó? Doshite kare gomai sara wa tabe sugi da yo. Rồi, câu này chúng ta sẽ nhìn vào những cái dấu hiệu. Các bạn khi mà làm những câu ngữ pháp bao giờ các bạn phải để ý những cái dấu hiệu. Ví dụ như trong này có người ikura. Ikura bao nhiêu đi chăng nữa đúng không? Bao nhiêu đi chăng nữa, thế thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Bụng có đói bao nhiêu đi chăng nữa thì bao nhiêu dù có bao nhiêu đi chăng nữa. Đúng không? Thì kare
5枚皿は食べ過ぎ、あ、カレーですね。カレー5枚皿は食べ過ぎだよ。câu này là gì đấy? Dù có đói bao nhiêu đi chăng nữa thì ăn 5 đĩa đúng không? 5 đĩa cơm cà ri đấy thì là ăn quá nhiều rồi đấy. Thế chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy đây? In desu ka? Đáp án số mấy nha mọi người nhỉ? Câu này có vẻ sai nhiều này. Sara ni gomai. Go sara đi. À go sara, go sara. Go sara. Thì bỏ chữ sara. À chỗ này đọc là go sara nhá. Không có chữ mai đây đúng không? Ừ. Go sara này không có chữ mai. Ok. In desu ka? Go sara desu ne. Tức là ăn 5 đĩa đấy. Được chưa nào? Hay, chúng ta chọn đáp án đi xem nào. Ừ. Câu này bạn nào làm rồi sẽ ra đúng không? 2 này. 222 này. Ô sa ra, ok. Được chưa? 222 nhiều quá. Đáp án số 2 nhiều đúng không? Hai thầy vừa dạy. Đúng rồi, hai thầy vừa dạy đúng không nhỉ? Bạn nào mà xem quan sát từ đầu sẽ thấy đáp án 2 luôn đúng không? Nhưng mà vẫn có bạn chọn đáp án số 4 này. Tại sao số 4 đi nhỉ? Cho dù đúng không? Cho dù có đói bụng bao nhiêu đi chăng nữa, bao nhiêu đi chăng nữa đúng không? Ăn liền một lúc gì nhỉ? Ăn gì đấy? 5 đĩa cơm cà ri. 5 đĩa cơm cà ri. Thường cà ri ở bên Nhật thì người ta lại cho ra đĩa nhỉ chứ? Nên là gì nhỉ? Người ta sẽ có là go sara, nên go sara. Ăn 5 đĩa cà ri thì là ăn quá mức rồi đấy. Là ăn nhiều quá rồi đấy nhá. Được chưa nhỉ? Rồi. Thế bây giờ chúng ta nhìn như này chúng ta ôn lại được những cái từ ví dụ như từ toste. Toste vừa nói rồi, niste vừa nói rồi đúng không nào? Đúng rồi. Ừ. Nhắc đó, lại đi anh. Toste vừa này chỉ nhấn mạnh này. Đúng rồi. Niste vừa. Niste vừa nói rồi, tây vừa nói tiếng Việt rồi thế. Chúng ta sẽ học ngữ pháp, mọi người học theo kiểu mỗi một ngữ pháp chúng ta sẽ nhớ theo một cái ví dụ mà mình thấy tâm đắc nhất á. Thì sau này khi mà học rất là nhiều những cái ngữ pháp qua từng đời một, chúng ta chỉ việc hình dung lại là à cái này nó đi với cái câu gì nhỉ, là chúng ta nhớ ra nghĩa nó. Ví dụ niste wa với thầy bảo là tây mà nói tiếng Việt giỏi đúng không, tây mà là tiếng Nhật, vậy mà thì niste wa nghĩa là vậy mà, để nhớ được học giống như một từ vựng luôn nhá. Ok xong rồi nhá, tiếp theo nhá, chuẩn bị vào tiếp theo này. Ok これはこの会社何々持っていない特別な偉大技術だ技術だ技術のな技術技術技術じゃあ三番ねじゃあ移動今度見直せたチェリントセナめっこ xong rồi câu thứ 23 để 2 phần nữa. Đâu? 30 câu cơ mà. 30 câu. Anh bị ảo tưởng à? Hay, đáp số 2 nhiều cả. Ừ, đáp số 2. Bởi vì các bạn thấy gì nhỉ? Shika đây rồi đúng không? Shika đi viện này. Đúng không? Chúng ta có thể đoán được theo cách này. Được chưa? À, dake shika. Người ta thêm dake ở đây chỉ là như nó thường thì nhỉ? Shikanai tức là chỉ rồi đúng không? Lại có thêm dake nữa là nó chỉ ám chỉ nhấn mạnh thôi. Được nhỉ? Gijutsu là gì có? Gijutsu là kỹ thuật đúng không nào? Đây là một kỹ thuật đặc biệt. Được chưa nhỉ? Mà chỉ công ty này có mà thôi. Đúng rồi, chỉ duy nhất công ty này có thôi. Chỉ duy nhất, được chưa? Chắc hẳn là sẽ có nhiều bạn bình thường chúng ta hay hỏi hay nói với nhau là danh từ cộng với đa kệ thì bằng sẽ với danh từ cộng với shika đằng sau là nai đúng không nào? Tuy nhiên lần này thì người ta kết hợp cả đa kệ cả shika nai vào đây thì nó là một cách nói chúng ta sẽ thường gặp ở trong kể cả văn nói hàng ngày cũng có nhá, đa kệ shika nai, đúng không nhỉ? Nó nhấn mạnh thôi, đây là một cái kỹ thuật đặc biệt mà chỉ duy nhất cái công ty này có nhá. Duy nhất cái công ty này, nhấn mạnh vào như thế, được chưa nhỉ? Rồi Kagiri là giới hạn đúng không nào? Còn Dakenara là nếu chỉ à? Tóm lại những cái kia không hợp lý đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án số 2, đáp án chính xác câu này nhá. Tiếp theo này, tiếp theo câu tiếp theo rất là dễ đấy. Nó đoán cũng được. Trong tiếng Việt mình rất là hay nói câu này đấy. Câu này rất là hay mọi người ạ. Đây là một ngữ pháp rất là hay. Watashi wa osake wa nani nani n desu ga amari suki janai n desu. Thế nào? Có một, nomu kudo wa nai. Còn thứ hai, nomu wake ga nai. Còn số ba, nomu beki zo nai. Còn số bốn, nomenai kudo wa nai.
Được chưa nào? Yong 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 yong. Watashi wa osake wa chon chon desu ga amari suki janai desu. Trên Facebook này. Đáp án số mấy nhỉ? 4 rồi, đúng rồi. Câu này thì chúng ta đoán đoán ra được nếu mà kể cả chữ học đúng nào. Nomenai koto wa nai desu ne. Rượu thì tôi không uống được. Uống được tức là khả năng nó không uống được đâu. Thế nhưng mà không phải là nai thì không phải là không uống được. Mình nhỉ? Tôi thì không phải là không uống được rượu đâu. Thế nhưng mà chẳng qua là không thích thôi. Đấy nhỉ? Hay là chúng ta các bạn nhớ cái mẫu này nhá. Venai koto wa nai, đấy nhỉ? Venai koto wa nai là không phải là không thể thế này chưa nhỉ? Được chưa? Thế còn ngược lại mình nói là venai koto wa nai là không cần thiết phải. Câu số 1 á. Câu số 1. Đúng không? Không cần thiết. Không cần thiết phải. Rượu có trong tủ lạnh nhá. Không cần phải đi mua đâu, đúng không? Rồi. Thế còn wake ga nai là một bài nằm trong wake của N2 thì mình đã có rồi đúng không? Đúng không? Làm gì có chuyện. Tuyệt đối không. Và Becky Janai là không nên thế nào nào đó. Đưa ra một lời quên cho ai đó. Hay là ví dụ như câu số 4 mình kiểu giấy không phải ta không làm được, chẳng qua ta không thích thôi. Dekinai wa ke de dekinai koto wa nai desu ga. Suki janai, yaritaku nai, nhá. Đấy nhỉ. Được chưa? Vãi linh hồn, em nhìn nhầm. Đâu vãi linh hồn đâu. Em nhìn nhầm à. Đấy nên đi thi với những câu như này đừng để mất điểm nhá. Đây là câu rất là hay. Ok. Có người cũng dùng luôn cái mẫu mà nai koto wa nai trong văn nói nhiều rồi nhá. Bởi vì nó rất là hay đúng không? Không phải là không thế này mà chẳng qua thế kia thôi. Đấy chưa nhỉ? Ok. À, và hãy nhớ là chia dạng khả năng, nome được dạng khả năng ấy nhé chưa? Tiếp theo. Kono suitcase. Suitcase là cái vali được chưa nào? Suitcase là ooki nani nani. Karui no de chikai yasui. Được chưa nào? Suitcase là gì mọi người biết không? Suitcase. Suitcase là cái vali. Cái mạng phòng này điên nhỉ. Lại nét lên gì? Đây này. Trên YouTube lại khó nhìn đúng không? Ừ. Thôi anh chịu một tí này. Tại vì nó đông người quá này. Đông gì đâu? Có người còn xem cả YouTube cả Facebook ạ. Hôm nay còn không thế. Ít người xem hơn chưa? 2.000 người. 222111 21. Mạng như cái. Như cái gì? Cố định nói bậy. Như 22 ok. Như điên đấy. Đáp án số 2. Hả? Wow, sao biết đáp án số 2 hay vậy? Suitcase, ok, suitcase là cái vali đúng không nào? Suitcase, ok. Thôi nhờ đoán 2 thì là đúng rồi đấy. Chắc là xem đáp án trên mạng. Hoặc là biết mẫu văn này. Được chưa? Thay cho việc cái vali này nặng thì nó nhẹ và sẽ sử dụng. Thay vì hả? Thay vì. Nghe là, ok. Tức là ý của nó là so với cái hình dạng, mình nhìn nó to to nhỉ chưa? So với cái hình dạng của nó to. Thế nhưng mà nó lại sẽ sử dụng bởi vì nó so với cái hình dạng của nó to, anh nói cái gì vậy mà to vậy mà nó dịch chuyển sang tiếng Việt rồi tức là gì nhỉ nhưng so với hình dạng thôi nhưng mà nó dễ sử dụng nó nhẹ. Chúng ta hiểu như này, trước qua đi thì sẽ là một cái khi mà chúng ta đọc lên chúng ta thường hình dung như thế này đúng nhỉ. Tuy nhiên ở đằng sau cái về qua đi thì nó lại đưa ra một cái hình dung mà khác so với vừa nãy của mình. Ví dụ như câu này nhá. Cái vali này đúng không, nhìn thì nó to, nhìn to thì mình hay tưởng tượng là nó sẽ nặng đúng không nào, thế mà nó lại rất là nhẹ, thế nên là rất dễ sử dụng. Nên là câu này nếu mà dịch sang tiếng Việt thì chúng ta có thể tách làm hai câu như thế thì dịch sẽ hay hơn đấy nhỉ. Cái vali này nó trông thì to thế nhưng mà lại rất là nhẹ, thế nhưng mà đúng không, hay là vậy mà lại rất là nhẹ nên là dễ sử dụng, được chưa? Rồi, hay là ví dụ như là mình có một cái điện thoại gì đó chẳng hạn đúng không nhỉ? Trông thì mua có 5 triệu thôi, Oppo chẳng hạn đúng không? Mua có 5 triệu thôi. Giá rất là rẻ nhưng mà dùng như iPhone đúng không nào? Dùng như iPhone. Thế thì mình sẽ nói là gì đấy? Nedan no wari ni, nedan no wari ni so với cái giá thì gì nhỉ? Kekko ii mono desu yo ne. Đấy nhỉ? Kekko ii mono desu ne. Được chưa? Đấy, tức là so với cái kia thì mình ra một cái hình dung khác với bình thường. Được chưa? Ok, còn cứ suy nghĩ đơn giản rồi đúng không? Đúng là 3 mà.
cái xe này là tại cái gì Okage đấy là nhờ ai đó cứ xe này á cứ xe này à cứ xe này là vậy thế mà đúng không tiếp theo kawari ni thay cho để thay cho thay vì đúng nào ở trước nó sẽ là no đấy thay từ no được chưa in desu ka ok được chưa Hai, em ですか? Ok. Tức là tùy vào cái tình huống mà chúng ta dịch sao cho nó hay được. Được chưa nhỉ? Ok, chúng ta bước sang câu tiếp theo nhé. Còn 5 câu nữa thôi. Hai, câu số 26. Uchi no ko wa mainichi onaji fuku. Kitagaru. Ở đây chúng ta có kitagaru. Mẫu nào mang thì các bạn phải hiểu nhé. Cô, tức là con của tôi, uchi tức là nhà. Nhà trong từ điển dịch là nhà nhưng mà nó có nghĩa là tôi nữa, thấy chưa? Con nhà tôi. Con nhà tôi, thấy chưa? Con nhà tôi thì kitagaru. Nó là dạng mà kitai tức là muốn, lúc nào nó cũng muốn mặc. Được chưa? Mặc cái quần áo giống nhau. Đáp án số mấy nhỉ? 4. Được chưa nhỉ? Chả nhìn thấy thế. Thế tốt thế này. Tốt vẫn ok đấy mà. Nó nghe này mà. Con nhà tôi toàn mặc quần áo giống nhau. Đúng rồi, toàn. Đúng rồi. Toàn. Nó có nghĩa là toàn, nghĩa là toàn bộ. Tức là trong tiếng Việt thì mình nhiều lúc mình dịch nó có nghĩa là này. Chỉ thích mặc quần áo giống nhau cũng được đúng không? Chỉ thích mặc quần áo giống nhau hay toàn mặc quần áo giống nhau cũng được. Thế nên là nhiều bạn phân vân tại sao không dùng nomi. Chỉ thích mặc quần áo giống nhau tại sao không dùng nomi. Đó. Nomi thì nó không ám chỉ cái tần suất, được chưa? Ám chỉ cái giới hạn nomi. Được chưa nhỉ? Còn đây là chỉ nó bằng với nghĩa là toàn sang tiếng Việt à. Được chưa nhỉ? Tần suất nhiều lần. Ở đây có mai thì chỉ là suốt ngày nhé. Được chưa nào? 4 em cứ quay màn hình nó cứ quay này. Em có quay đâu, cái màn hình nó quay, ông Facebook ông ấy làm mạng dạ hơi nó quay thế. Được chưa? Rồi, không xem được nữa. Em xem trên YouTube nào mọi người xem đấy. Rồi, hay. Ok, chúng ta bước sang câu tiếp theo, câu này mọi người hiểu rồi đúng không nào? Thực ra Bakari có dùng nhiều nghĩa lắm mọi người ạ. À, nhưng mà thường là chúng ta sẽ hiểu là gì nhỉ? Toàn theo cái kiểu như là toàn về tần suất chẳng hạn game ba kari steru nè uchi no ko wa mainichi game ba kari steru thì nó gần giống với câu này con nhà tôi ngày nào chỉ toàn chơi game thôi như thầy Dũng dạo này suốt ngày chơi game đúng không nào game ba kari steru em vừa nói có phải game đâu em vừa nói là toàn gì toàn chơi game không em nói từ khác anh hôm qua cũng vừa cãi nhau xong vì cái vụ suốt ngày chơi game của thầy Dũng sao hay ok tóm lại à đấy tóm lại là dạo này Kenka Bakari cãi nhau suốt ngày ok đâu rồi sao bây giờ em mở lên tôi xem chạy nó không chạy thôi tiếp đi nhưng mà nó vẫn hiện lên số người để xem này ừ kệ nó hãy có tiếp theo この事件事件là gì vụ án thì chắc この事件情報をお持ちの方じゃあ、この事件、何々、情報をお持ちの方、お持ちの方は、警察にご連絡ください。いいんですか ?1 番、受ける。2番、に応じた。じゃあ、応じた。3番、に関する。4番、に際して。Được chưa nào? Đã 3 rồi này, 4 này. Câu này sẽ dài rồi. Dài đâu nhỉ? Liên quan đến vấn đề cho trên Facebook, chèo Facebook. Facebook là của em, của anh. Mọi người cho đoán ăn mấy câu này nhỉ? Kono jike là gì nhỉ? Về cái vụ án này đúng nhỉ? Joho Omochi no Kata. Mọi người vẫn có mừng được ấy. Nên là không sao. Những cái người đúng không? Những cái người mà mang những cái thông tin thế nào đó về vụ án này thì hãy gì nhỉ? Liên lạc đến cho cảnh sát.
Câu số 1, Nioke được danh từ 1 cộng với Nioke được cộng với danh từ 2 là gì nhỉ? Cái danh từ 2 ở tại danh từ 1 hoặc là danh từ 2 trong lĩnh vực của danh từ 1 là gì nhỉ? Và số 2, Niojita là gì nhỉ? Phù hợp với, ứng với. Ví dụ như là cái kế hoạch gì đó nó tương ứng với, phù hợp với cái ngân sách của quý vị và các bạn chẳng hạn. Được chưa? Câu số 3 là Nikan sư được là liên quan đến một cái gì đó, đúng không nhỉ? Thì câu này nghe vẻ hợp lý đúng không nào? Đáp án chính là đáp án số 3 của chúng ta. Còn Nisashite là khi, đúng nhá. Những cái người mà mang những cái thông tin mà liên quan đến vụ án này thì hãy liên lạc cho cảnh sát. Ok chưa nhỉ? Được chưa? In desu ka? Câu tiếp theo nhá, câu số 28. Cai chô. ね、会長が何に途端ですね。会長から大きな拍手は、あれね、拍手でいいかな。でな、でな、結構な音でね。OK。いいよ。大きな拍手が起きた。でじゃな。うん。拍手の答えで。でじゃな。拍手。もうちゃちゃんるん。 Đấy, bạn Lê Thành Long đấy, một chắc chắn luôn. Nhưng mà có bạn chọn 3, có bạn chọn 4. Hôm qua, hôm tuần trước chúng ta học một loại một bộ câu liên quan rồi, liên quan đến cái câu này. Đúng rồi, nói xong đúng không? Bạn nào xem clip ngày hôm trước thì sẽ giải được bài này đơn giản rồi đúng không? Hanashi oeta. Thế nào? Thế nào? Về tạ tô tăng này thì chúng ta cũng học cũng khác rồi đúng không? Ngay sau khi đúng không? Hội trưởng, ngay sau khi hội trưởng hay là gì cả, cai trò nó tương đương với chức vị giám đốc đấy, đúng không? Người điều hành đấy, đấy chưa nhỉ? Đấy, ngay sau khi giám đốc nói xong chuyện thì thế nào? Mọi người đã vỗ tay rất là to, đúng không? Từ phía hội trưởng. Hay, English cả. Bốn vẫn còn bốn là nè. Hanashite kita. Chỗ này chúng ta dịch ra hẳn nghĩa câu số 1 của chúng ta nhé. Xong vừa mới đúng không? Vừa mới xong pháp, thế là từ phía hội trường mọi người vỗ tay đùng đùng đúng không nhỉ? Vỗ tay rất là to. Ok. Okita là xảy ra, tuy nhiên thì chúng ta không phải lấy cái từ này cũng được. Ai lại bố giám đốc vừa hát xong thì bị mọi người vỗ tay đấy. Được chưa? Giờ chúng ta bước sang câu số 29 nhá. Số 29. Minna no mae de chán đây là gì đây? Coronde shimai. Vậy nhỉ? Sono ba kara nani ne kurai hazukashikatta. Thế mình nói này, kurai là đến mức, được chưa? Có một mẫu kurai là đến mức, được chưa? Thế nhỉ? Ngã ngay trước mặt mọi người nên là ngại đến mức này. Cái gì đó? Nige nai, nige kiru và nige dashitai và nige tagaru. Nào, cho đáp án đi. Em nhìn thấy đáp án không? Mày nói chưa? Bà, ngã sấp mặt gì? Ngã sấp mặt. Ôi trời. Ngã sấp mặt. Đấy không? Bạn comment gì ạ? Thế mày cũng đọc. Ngại đến mức muốn chạy trốn, đúng rồi. Khỏi nơi đó đúng không? Đấy. 100% là 3 hả? 100% là 3, chính xác không? Thế thì 100% phải là 3 rồi. 100% đáp án của chúng ta là số 3. Được chưa? Vẫn nói tiếp. Hay, in this car. Ngại đến mức muốn chạy ra khỏi chỗ ấy, nơi ấy. Đến đây. Câu này dễ đúng không? Không có ai chọn đáp án khác được. Bởi vì là câu này thôi dễ rồi, bỏ qua nhá. Câu tiếp nhá. Câu cuối cùng. Hay, câu số 30. Sonna chisai kon ni hitori de rusuban o saseru nante abunai. Rusuban desu ne. Bạn nào mà xem từ buổi hôm trước chúng ta sẽ biết được cái câu này chọn đáp án nào đúng không? Vừa mới nói buổi trước thôi. Rusuban desu ne. Rusuban ở trong nhà các bạn ạ. Được chưa nhỉ? Rusuban ở trong nhà. Còn nguyên từ rusu này, quên hai chữ này thôi, đúng không? Mình sẽ là vắng nhà, thêm chữ bang vào nó nghĩa là trong nhà. Đây chưa? Xa xe tức là bắt trong nhà, bắt tay vào trong nhà, chọn từ ý này đúng không?
Nante, ôi dồi ôi, sao lại bắt một đứa trẻ nhỏ như thế trong nhà cơ chứ? Quá là nguy hiểm. Được chưa? Trong nhà thì Hitori tức là một mình rồi, bây giờ chúng ta chọn cái gì thôi. Được nhỉ? Hitori kiri này, Hitori nomi này, hả? Hitori kagiri này, bakkari này. Được chưa nào? Đấy, 1, 1, 1, 1, 4. Chỉ mỗi Hitori, Hitori kiri à? Đấy, 1 sensei ơi. Đúng không? Đúng rồi, hôm trước vừa mới nói rồi đúng không nào? Dạy mấy cái từ kiri này đúng không nào? Ừ. Chỉ một mình. Chỉ một mình. Đúng không? Hitori kiri de. Đúng không? Để một gì đấy, để một đứa trẻ nhỏ như thế kia mà ở gì đấy, ở trong nhà. À, trong nhà một mình thì rất là nguy hiểm nhá. Nguy hiểm. Như vậy câu này sẽ đáp án số 1 nhá. Kiri, các bạn nhớ cho mình nhá. Một cái số lượng từ gì đó cộng với từ kiri này. À, như thế này thì sẽ là chỉ duy nhất đúng không nào? Còn nếu mà ai muốn nghe rõ hơn hay hiểu rõ hơn về từ kiri này thì ngay trong bài buổi số 7 hôm trước bọn mình vừa giảng rất là kỹ về kiri rồi, không giảng lại nữa nhá. Không mất thời gian. Được chưa? Nhớ cái câu 2 nomi thì vừa nãy cũng nói là nó mang chỉ giới hạn, bakkari nó chỉ tần suất toàn cái gì đó. Đấy nhỉ? Toàn một người chứ không phải là chị, được chưa? Được chưa? Ok. Ôn lại được không? Phải ôn lại. Phải ôn lại. Hay là anh muốn ôn lại. Mọi người muốn ôn lại không? Đây nhớ ôn lại câu thôi vậy. Chúng câu ta ôn lại nhá. Dịch lại cả câu được chưa? Dịch lại từng câu một nhá. Chữ Abunai vừa nãy như thừa chữ bừ à? Có bạn bảo chữ Abunai thừa chữ bừ. Abunai. Đúng không ạ? Đúng không? Thời chữ bừa. À bừa này. Đâu câu nào? Câu này. Thế là ý bạn bảo thời chữ bừa này. À bừa này. Thời chữ bừa. Thời chữ bừa đúng không? Thời chữ bừa đúng không? Rồi, chúng ta cùng nhau ôn lại một chút nhé. Câu này vừa dịch xong rồi đúng không? Ừ. Câu này vừa dịch xong rồi. Câu tiếp theo. Gì đây? Bị ngã trước mặt mọi người nên là tôi ngại đến mức mà muốn chạy ra khỏi nơi ấy. Đúng không nhỉ? Ừ. Câu tiếp theo này. Ngay sau khi bay bay nữa. Ngay sau khi giám đốc gì nhỉ? Nói xong thì từ phía hội trường gì nhỉ? Mọi người vỗ tay rầm rầm rồi nhỉ? Tay rất là lớn đấy. Tiếp theo. Những cái người nào, những ai hay là các vị nào có những cái thông tin liên quan đến vụ án đó thì hãy liên lạc với cảnh sát. Được chưa? Tiếp theo này. Đứa trẻ nhà tôi thì ngày nào nó cũng muốn mặc những bộ quần áo giống nhau. Đấy chứ nhỉ? Hay nó toàn chỉ thích mặc những bộ quần áo giống nhau thôi. Được chưa? Đấy. Cái gì đây? Cái vali đó to thế mà dễ sử dụng bởi vì nó nhẹ. Đấy chứ nhỉ? Thì cả thế mạng cũng được. Không có gì cả. Bay bay bay. Anh thì sao đừng có cho bay 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 này. Bay đẹp mà. Đúng không? Không đẹp. Đẹp. Tôi không phải là không uống được rượu, thế nhưng mà tôi không thích lắm. Được chưa? Tiếp theo. Đây là một ví dụ sự. Đây là một ví dụ sự kỹ thuật. Kỹ thuật đặc biệt mà chỉ có công ty này có mà thôi. Thế nhỉ? Hay. Cho dù có đói bụng thế nào đi chăng nữa mà ăn một lúc 5 đĩa cà rê như thế nào, ăn nhiều quá rồi đấy. Thế nào? Ngay. Thì đấy, mất những 1 năm cuối cùng đã viết xong được vận văn. Thế nào? Câu số 20. Cái cuốn sách này chữ Hán đã nhiều rồi mà gì nhỉ? Chữ lại còn nhỏ khó đọc nữa. Thế chưa nào? Đã mà lại đúng không? Đã thế này rồi mà lại. Đã nghèo rồi lại còn tinh vi, đúng không? Tiếp theo, câu số 4 này, nhiều tên. Rất là nhiều động vật ở trong rừng đã bị chết bởi vụ cháy rừng đó. Thấy chưa nào? Hết rồi. Các bạn chỉ thích học rồi, các bạn không thích ôn đâu, mà chẳng thích chào nhau rồi cả. Đi về hết rồi. Hết rồi. Thôi thế thì nghỉ đi. Hết rồi, con này hết rồi đúng không? Rồi. Hôm nay có một chút vấn đề xảy ra. Hôm nay thật là vất vả vì cái buổi học ngày hôm nay. Thực ra là gì nhá, từ chiều đến giờ bận lục tung hết cả lên, về không kịp chuẩn bị phòng ốc gì cả. Mà mọi người hôm nay thấy bọn mình quay phòng khác đúng không? Bởi vì là có hai phòng quay thì phòng quay này hôm trước bị hỏng. Thế là hôm nay mới sắp xếp lại phòng này thì vào bây giờ cái gì nó cũng lung tung bé hết cả lên.
Thế là vào đã 7 giờ kém, đã muộn rồi. Xong rồi lại còn bị dối nữa, lại còn đói nữa chứ. Có giới thiệu gì về đấy nào? Giới thiệu thì giới thiệu từ đầu, bây giờ các bạn nghỉ hết rồi. Thôi anh hát một bài tặng các bạn đi. Anh hát bài gì á? Đói rồi. Mà bây giờ không biết còn ai hay không? Hai máy tính đều đang hết pin. Hôm nay em ấy thì để anh đọc của mình cho mình. Nói chung là hôm nay có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Buồn, nhưng mà rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Nếu bạn nào mà xem lại thì các bạn mong các bạn bỏ qua những phần mà hai người cãi nhau không thể kìm nén được nhá. Có bạn buổi đầu tiên học ấy. Thế á? Xin chào. Đã lâu rồi mà bây giờ mới học. Xin chào bạn buổi đầu tiên học. Cảm ơn xin thầy, xin thầy vui vẻ nhé. À vâng. Buồn của anh đi anh. Buồn á, có bài hát buồn á. Anh có biết hát đâu. Anh biết hát bài gì của Đức Phúc á. Anh gọi là anh chỉ xem đi trên đó, còn bài nào của Đức Phúc thì anh chưa hát bao giờ. Mọi người nghỉ hết chưa, về hết chưa? YouTube vẫn còn nhiều. Thế á? 300 người, còn Facebook thì còn 800 người. Vừa nãy 1.400 đúng không? Hôm nay chắc là do em với em cãi nhau nên các bạn xem ít hơn. Đâu, tính ra cũng thế đấy. Mà xong rồi rất là điên nhá, cái phòng này tự nhiên hôm nay mạng nó cứ chập chờn đấy. Mai phải bảo người ta sửa lại cái mạng này mới được. Bây giờ thì rất là nét. Thế á? Cái lúc không học thì lại nét đúng không? Mọi người ôn thi, anh để máy zoom bên kia thì các bạn sao nhìn được? Ok, vẫn nhìn được. Các bạn ôn thi GPT đến đâu rồi? Rồi. Ví dụ như là có mấy hôm nay có rất là nhiều bạn hỏi về những cái khóa học online của mình đúng không? Thì mình chú thích luôn đó là khóa học online của mình không phải là các khóa học mà kiểu dạy trực tuyến như này đâu. Không phải là ngày nào cô Thanh cũng hay thầy Dũng cũng đúng 8 giờ, 9 giờ lên dạy đâu. Giống như này. Mà ngược lại những cái giờ học như này bọn mình là dạy miễn phí. Còn những cái khóa học mà liên quan học online mà để ôn thi ấy, thì là những cái khóa học mà do bọn mình đã quay sẵn các video bài giảng up lên các khóa đấy rồi, nó hệ thống rất là đầy đủ. Từ các kỹ năng, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu, luyện đề. Tất cả những cái đấy và cũng có chăm chút rất là nhiều. Thì những cái này bạn nào mà muốn tham gia khóa học đầy đủ như thế để luyện thi cho tháng 7 tới thì có thể nhắn tin về nhá. Còn mình trả lời luôn là không phải những cái khóa mà giao tương tác trực tuyến như này để các bạn đỡ thắc mắc nhiều nhá. Cái từ khóa học online nghe nó lạ tai với mọi người nhỉ. Online mọi người cứ tưởng là trực tiếp á. Các bạn quen rồi chứ. Tuy nhiên online thì nó lại khác nhá. Nhớ chưa? Nhưng mà mình nghĩ những cái khóa học online như thế thì các bạn sẽ ví dụ bạn nào chăm đúng không? Quan trọng là do bản thân chúng ta thôi, đúng không? Chăm thì sẽ thành công. Ok. Bye bye đi. Thôi bye bye mọi người nhá. Bye bye nhá. Bye, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Tạm biệt, bye bye. Nóng quá.